Xin được chào mừng tất cả các bạn cùng trở lại với LPL Việt Nam Official. Và chúng ta sẽ cùng Xin được chào mừng tất cả các bạn cùng trở lại với LPL Việt Nam Official và chúng ta sẽ cùng trở lại với những trận đấu tiếp theo trong khuôn khổ của giải đấu Asia Star Challenger Invitational 2022. Và trận đấu tiếp theo của bảng đấu này sẽ là một trận đấu rất được mong đợi, đó trận đấu giữa Team Flash cùng với Sengoku Gaming. Vâng, đây là đội hình đến từ bên phía Team Flash và đội hình của Team Sengoku Academy. Chúng ta nhìn thấy là có cái tên Akainu, đấy là tên của một cái Chó nhân đỏ vật vô cùng là đáng ghét ở trong One Piece, đại diện cho công lý. chính xác, công lý cực đoan đến từ ui giời. Cái váy này tôi nghĩ là cũng là một chiếc váy nó không đến nỗi nào, nhưng mà tôi nghĩ là nó chưa phù hợp lắm. Nếu mà đổi váy thì tôi nghĩ là bạn MC này nó sẽ trở thành kiểu outstanding hơn rất là nhiều. Magnificent. World Significant, đây là world class chứ không phải có thể là dạng tầm thường được. Và nói về bên phía bên kia, wow, một cái logo rất ngầu đến từ phía của Sengoku Gaming. Thì có thể chúng ta có thể nói đây là trận đấu giữa hai đội mà có thể sắp ra tiếng Việt á. Đó là Tóc Biến Esports sẽ đối đầu với cả Chiến Quốc Esports bên phía bên kia. Và Học viện Chiến Quốc. Sengoku Sengoku Academy ấy, là Học viện Chiến Quốc. Sengoku là thủy sư đô đốc, còn Akainu là đương đương kim thủy sư đô đốc hiện tại. Vâng, một đội tuyển nghe cái mùi rất là Weeaboo đến từ vị trí của SG Bây giờ thì Team Flash vẫn đang trong quá trình là xây dựng lại đội hình của mình, và Team Flash chấp nhận là sẽ chờ đợi cả một mùa giải chứ không mua lại slot ở bất kỳ đội tuyển nào tại VCS. Và đây có thể gọi là bước đầu để tìm lại ánh hào quang xưa cũ. Về mặt đội hình thì đây là một đội hình rất tiềm năng với những player trẻ, với nòng cốt là Yoshino và có huấn luyện viên là Stark, với những người như là Phúc Một rồi Pudding thì sẽ có những cái sự màn ra mắt như thế nào khi đối đầu với cái khu vực được coi là khu vực yếu nhất tại giải đấu lần này, khi khu vực Nhật Bản vốn là khu vực Nhật Bản là khu vực wildcard, thì đến với giải thi đấu này thì cái mục đích của họ sẽ là học và hỏi. Cái gì không biết thì hỏi, mà cái gì hỏi mà vẫn không biết thì học tiếp, ăn hành cho quen. Chính xác, học không được thì sẽ bị gõ đầu. Chúng ta chờ xem thử, với đại đế Stark đang là coach đến từ Team Flash, thì với kinh nghiệm được ra đấu trường quốc tế đến từ Stark đến từ Yoshino, thì xem thử là Team Flash họ sẽ thể hiện như thế nào trước một đối thủ được gọi là có thể dễ xơi dành cho bên phía của Team Flash trong trận đấu này. Ui, bên phía Sengoku Academy nghiên cứu rất kỹ, họ biết rằng bên phía của Pudding đã có những ngày tháng đã thi đấu tại giải đấu VCS, và cũng như là có một quãng thời gian mà được tập luyện rất là lâu rồi. Thế nên là bên phía họ cầm hết ba vị xạ thủ Kalista, Lucian và Sivir. Vẫn còn đó Zeri, nhưng ở phiên bản này thì khi mà Zeri nó cũng đã bị nerf một phần rồi thì những cái lựa chọn tiếp theo nó sẽ không phù hợp lắm. Bên phía Team Flash ban pick rất là đúng bài. Thực ra là hôm trước có ngồi xem chung kết VCS thì tôi thấy là Stark cộng với cả huấn luyện viên Raze của Team Whale ấy ngồi phân tích cái trận đấu giữa Gam với cả Sài Gòn Buffalo ấy, thì tôi thấy là cái kiến thức phân tích của Stark nó rất là chi tiết và có rất là nhiều bài và phân tích rất là sâu sắc, nên là đây là lúc để chúng ta thể xem là đại đế Stark là vua lý thuyết hay là có thêm cả kèm phần thực hành vào đấy nữa. Chính xác như vậy. Chúng ta đang có được một sự lựa chọn đến từ vị trí của Team Flash, đó chính là Wukong cho vị trí đi rừng, và vẫn còn rất nhiều vị tướng có thể để đem ra dành cho phía của SG, đó là Lee Sin, đó là Viego. Nhưng mà hai lượt lựa chọn đến từ vị trí của Sengoku Gaming đó chính là con bài Sejuani ở khu vực đi rừng, và con vị tướng là Varus cũng đang được trở lại khá là nhiều. Và chúng ta đang thấy được Gam là một trong những đội tuyển đang sử dụng Varus này khá là nhiều ở VCS. Varus là một lựa chọn để bạn có thể đi cùng với Kalista, và nếu mà bạn quăng cái xiềng xích tội lỗi của mình chuẩn thì con Kalista sẽ bị giữ nguyên lại và sẽ bị sốc sát thương rất nhanh. Tuy nhiên bên phía Team Flash thì có ba lựa chọn theo kiểu là đầu trâu mặt ngựa. Đấy, chúng ta nhìn thấy được là Sylas, Cá Sấu cũng là Wukong đều là những vị tướng lao vào cực kỳ mạnh mẽ, và cộng thêm với việc là bên kia có Bô La Băng Hàn và xiềng xích địa ngục thì cái con Sylas này sẽ có những chiêu cuối rất tuyệt vời. Nhưng mà theo đó là Aatrox cũng là một lượt chọn tốt đến từ bên phía của Sengoku Academy, khi mà họ có cái chống chịu là Sejuani rồi, họ có sát thương cấu rỉa và khống chế đến con Varus rồi, thì họ cần thêm một vị tướng càn lên trên được.
và có thể cụ thể hóa cái hiệu ứng khống chế mà Sejuani và Paris mang lại, thì đấy là Achok, một vị tướng bổ rất khỏe và giai đoạn mid game cũng như là late game. Hoặc là những vị tướng mà nói vui một tí mà nãy tôi với Dương đã có bàn bạc, đó chính là con Brand. Brand hình như là đã từng thấy Nai cầm rồi đúng không? Akainu, chó đỏ sử dụng Brand để có thể thả lửa thì còn gì bằng đúng không ạ? Thì đội hình này cũng sẽ cũng khá là hợp lý, nhưng mà vị tướng này thì hơi khó dùng dành cho những người chơi mà lạ như thế này. Thì lực cấm tiếp theo đó là nhắm thẳng vào vị trí Amumu. Họ có vẻ là e ngại cái khả năng mở giao tranh khi mà Amumu được búp cái trang bị mà nó hay lên, đó chính là cái giáp vai nguyệt thần. Samira ủi cấm rất nhiều xạ thủ, nhưng mà còn lại ông Aphelios thì không cấm. Chúng ta nhìn thấy lượt cấm Tahm'kens là một lượt cấm khá hay, bởi vì Tahm'kens sẽ hỗ trợ cho Varus có thể thay đổi cái vị trí trong combat và giúp cho Varus tránh ra khỏi những cái khả năng đe dọa từ con Rehotong, Sylas hay là Wukong. Thì cấm đi Tahm'kens cũng là Reata, những cái vị tướng có thể bảo kê và giao tranh rất là mạnh. Thì bên phía của Team Flash sẽ để cho đối phương pick có thể là Nautilus hoặc là Leona, những cái vị tướng mà có thể cung cấp thêm cái khả năng khống chế. Nhưng đấy, bảo bên kia pick ban 4 con xạ thủ nhưng vẫn còn hở ra Aphelios. Và bây giờ Aphelios với Nautilus hoặc là Leona là quá tuyệt vời luôn. Tôi đánh giá là bên phía của SG chưa xem VCS nhiều để có thể gọi là đủ thông tin. Vì Gam còn phải ban Aphelios, mà bên phía bên này thì ở bên phía bên kia là có Sogan đúng không? Bên phía này có Sengoku nhưng không nghiên cứu Aphelios thì hơi thiếu sót dành cho phía của Sengoku Esports. Nhưng mà họ có được một công cụ để có thể giảm được cái nguồn sát thương trở lại dành cho phòng ngự dành cho phía của Varus, đó là con Braum với một cái tối kiên cường, nó cũng là ok thôi. Và cái phiên bản hiện tại hình như con Zui cũng có được một số chỉnh sửa về cái lượng sức mạnh ở khu vực giữa dành cho Zui về cái nội tại của chữ W, đó là kẻ trộm phép, thì khiến cho con Zui này cũng sẽ có một cái khả năng đi đường và những cái tình huống trade hit sẽ là lợi thế hơn dành cho bên phía của Akainu. Nhưng mà cái đội hình của bên phía Team Flash là một đội hình khá là đẹp về cái khả năng giao tranh cũng như là late game rất mạnh, với Sylas, Wukong có vẻ Aphelios. Đây là bộ ba nòng cốt cho Team Flash để có thể giao tranh ở giai đoạn giữa trận cũng như là giai đoạn cuối trận khi mà Aphelios có một lượng đồ lớn. Bên phía bên kia thì cái đội hình này, con Zoe là một con mà bạn tương đối sợ, con cá sấu bên phía bên kia. Bạn lao lên với chiêu cuối, bạn vẫn có thể bị làm choáng lại bởi con cá sấu. Và lúc đấy thì Wukong lao vào xoáy lên, thì Zoe gần như không có gì để chạy cả. Một lượt pick rất liều lĩnh lên bên phía của Senoku Academy. Họ chỉ pick cái này chỉ với đúng một điều đấy là đè đường Sylas. Và cái chiêu cuối của Zoe ấy thì dùng cho Sylas nó không hợp lý. Đây sẽ là một lựa chọn, lý do gần như là duy nhất để chọn Zoe. Cái còn lại thì Zoe là một lựa chọn quá liều. Và còn một cái nữa, nó còn chí mạng hơn vị trí của Riton, đó chính là cái Thái Dương Hạ Sang. Chỉ cần bạn có thể dùng chiêu cuối lên thôi thì không có cách nào để có thể né cái Thái Dương Hạ Sang hay là những cái tình huống thiên đình kiếm cộng với cái quy của Leona cả. Trừ phi Leona là ấy trượt tham minh. Không, trừ khi là ngày on nhập, đó là chiêu cuối dùng để check bụi, lúc đó mới không có chiêu cuối để có thể thả vào đầu Zui mà thôi. Không, với cái đội hình này có khi là đội hình đúp bụi để cầu máu ấy, nên là check bụi có khi là trục ấy. Ừ, chính xác là như vậy, cái đội hình này nó hơi world class một tí. để đạt cái tầm thế giới cỡ như on dùng rồi check bụi thì tôi nghĩ là Sora chắc chưa bằng đâu. Ê, tôi nghĩ là Sora cũng sẽ giữ chiêu cuối cho những tình huống thi đấu quan trọng như thế này. Vâng, và tranh thủ lúc này thì các bạn có thể bấm like cho kênh LPL Việt Nam Official để ủng hộ Team Flash. Team Flash sẽ là team ra quân đầu tiên của đội tuyển Việt Nam trong cái giải đấu lần này. Ngày mai thì chúng ta sẽ có những trận đấu đến từ bên phía của MGN Box Esports, viết tắt là MBE, MBE đấy. Thì đấy sẽ là ngày mai, còn ngày hôm nay sẽ là những ngày mà Team Flash sẽ thi đấu 3 trận đấu còn lại ở ngày thi đấu này. Và chúng ta sẽ cùng đến với một đội hình ra quân nó có được những ý đồ chiến thuật đến từ cả hai đội. Và đặc biệt là tôi hơi e ngại con cá sấu mà đã được chứng kiến đến từ vị trí của Photon trong ván trước rồi. Tôi tin Yoshino, thì, tôi vẫn tin là đúng, em Kiên. Chính xác, tại vì Photon, không, Yoshino thì trong khoảng thời gian thi đấu thì anh ta vẫn thể hiện được cái thái độ thi đấu nó khá là tích cực, khá là nghiêm túc đối với người chơi như thế này, và tôi tin rằng anh ta sẽ đánh con cá sấu này nó đúng mực. Không, nhưng mà thực ra tôi nghĩ là đối thủ là Sengoku Academy ấy, thì thực ra lên đồ kiểu Photon có khi lại là hay ấy. Không, tôi nói tiếp một cái khúc nữa mà hồi nãy anh đã nói khi mà chúng ta vừa xong trận, đó là Photon thì hạt Photon không có điện tích.
Phô Tông chứng tỏ là ta không có cửa để thay thế rớt ở khu vực đường trên. Lúc đầu trận anh Thiên vừa bảo là đây là một cái người Phô Tông thì không có Electron để trì, nhưng mà thật sự anh đã tự hủy, đang đe dọa vị trí của rớt. Xong tôi thấy là sau cái trận vừa cá sấu vừa rồi, tôi nghĩ là cái sự đe dọa đấy nó cũng hơi yếu. Còn ngày thi đấu hôm nay, liệu Yoshino có thể đe dọa đến Emperor ở VCS hay không thì chúng ta cùng xem là con cá sấu này sẽ như thế nào. Lúc nãy thì có rất là nhiều các bạn kênh chat đã chat là Phô Tông như kiểu là Emperor phiên bản Hàn Quốc. Thì đây, để xem Yoshino sẽ xử lý kèo A Chốc cộng với cả Redaton này như thế nào. Redaton sẽ là một kèo mà phải đánh thực sự là tấn công thì mới thắng được A Chốc và mới đè được con A Chốc này. Còn nếu không mà để A Chốc hở ra một tí thôi ấy, thì khả năng farm bù lại của A Chốc là khá tốt. Và chúng ta cũng phải xem thử Yoshino anh ta thể hiện cái kèo đấu như thế này như thế nào, khi mà phải nói là chúng ta rất là tôn trọng dành cho Yoshino khi mà đã có được cái những cái khoảng thời gian gọi là khó khăn ở GAM, và anh ta chuyển sang Team Flash, rồi đã có được những cái vinh quang ở Team Flash, rồi sau đó thì khi mà Team Flash gặp khó khăn thì anh ta vẫn chấp nhận ở lại. Chính xác, một người chơi vô cùng tâm huyết và gọi là không có cái gì để có thể bàn cãi nữa, anh ta vô cùng đáng kính trọng. Và thực ra là Team Flash cũng đang cho thấy khả năng comeback ở rất là nhiều các bộ môn thể thao điện tử. Và đây là một cái tên mà tôi nghĩ là trong thời gian sắp tới chúng ta nên chú ý hơn một chút ở trong cái Pro Scene, nghĩa là cái thi đấu chuyên nghiệp của Liên minh Huyền thoại Việt Nam. Team Flash có thể sẽ trở lại giải đấu VCS trong thời gian sớm thôi, nếu mà họ có tiếp tục một phong độ và nghiêm túc trong cái quá trình chuẩn bị tham dự những giải đấu như này. Thực ra là cái sự xuất hiện của MGN Box Esports cũng sẽ cho thấy một ông lớn khác cũng đang quay trở lại với Liên minh Huyền thoại, đấy là Box Esports khi họ phối hợp với MGN. Là MGN là đến từ bên phía Mê Game của MeTube, thì cũng là một tổ chức rất là lớn. Thì đây sẽ là cái những cái bước mà cho thấy là Liên minh Huyền thoại vẫn của Việt Nam vẫn sẽ có những tổ chức chấp nhận là lao đầu vào eSports, một cuộc chơi mà cái khả năng thu hồi vốn nó là hơi ít. Đồng ý như vậy, và chúng ta đang có những kèo đấu khu vực đường trên là đẩy lính vào. Con Aatrox này nó không chơi lại con cá sấu trong những giai đoạn đầu trận đấu nha. Và đặc biệt đây là một trong những vị tướng tủ kèm với con Set, là một trong những vị tướng mà Yoshino người ta thể hiện như là thương hiệu rồi. Thì rất khó để có thể Yoshino có thể phạm sai lầm, và người ta đã có những cái tầm nhìn và kiểm soát được con heo trong tay của Popon rồi. Khu vực đường dưới vẫn là một kèo đấu nhỉnh hơn dành cho phía của Building và Sora. Còn phía của Phúc 1 thì vẫn đang kiểm soát khu vực rừng, khiến cho rất nhiều cái sự tự tin dành cho bên phía của Building cộng với cả Sora. Lâu lắm rồi tôi mới được bình luận Team Flash đấy nhé. Đấy là cái hồi mà tôi nghỉ bình luận ở về VTV thì Team Flash hình như còn chưa thành lập. Nên là thực ra là tôi rất là ít khi được bình luận những trận đấu của Team Flash. Và bây giờ là một cái trận đấu mà chúng ta thấy là Team Flash ở giai đoạn đi đường thôi, họ đang làm rất tốt rồi. Silas không thua lính quá nhiều so với Akainu ở bên phía bên kia. Akainu còn mang cả thiêu đốt nữa, nên là cái khả năng đe dọa cũng là tương đối nhiều. Bây giờ thì Popon người ta đang có dấu hiệu vòng ra đằng sau. Có mắt hay không, có một con mắt ở bụi cỏ sạc 3, nhưng nếu đối phương vòng xuống dưới thì sẽ rất nguy hiểm. Thì có Pudding biến về rồi, và đây sẽ là một tình huống biến về lỗi của Leona. Sora sẽ bị giữ lại và anh ta sẽ bị kích hoạt những cái stack, những tấn công luôn. Bây giờ thanh tẩy đến từ Moyashi, quay ngược trở lại, đang có thiêu đốt trên đầu của Sora. Và tốc biến lên đến từ Popon, tốc biến lên từ Pudding. Những cú quy ở dạng súng hỏa ngục vừa rồi thì nó lại không trúng. Và đó là hai điểm mà ngục liên tiếp cho đi rừng của bên phía Senoku Academy. Thậm chí là trong cái pha vừa rồi mà nếu như dính được cái quy của dạng súng hỏa ngục cũng không có sát thương. Tại vì cái súng trọng trường vừa rồi anh ta đã kích hoạt để trói lại rồi và lấy được cái thanh tẩy rồi. Thì khi mà tóc biến lên nó cũng không có cơ hội, nó hơi vô vọng trong pha xử lý vừa rồi của Pudding. Tôi nghĩ là nên bỏ Sora và để có thể thoát đi một mình thì nó lại hay hơn trong pha vừa rồi. Một pha thì đấu quá rướng, nó mất quá nhiều thứ ở khu vực đường dưới. Nhưng mà đây là những tuyển thủ trẻ, nên là cái kinh nghiệm xử lý của họ nó còn đang hạn chế một chút. Cái pha thi đấu vừa rồi ấy, là họ thấy là chỉ có hai người thôi, nên là Pudding mới ở lại để combat. Nhưng khi mà họ lao vào combat thì bất chợt xuất hiện thêm một con heo rừng nữa, và nó là một cái pha xuất hiện hoàn toàn bất ngờ. Họ không có tầm nhìn trước, bởi vì Sejoni anh ta đi vòng xuống cái bụi cỏ chẳng ba ở bên dưới và đi ra cái đường mà đáng lẽ ra là đường đi lính của bên phía Team Flash. Đây thực sự là một tình huống mà tôi không trách nhiều được. Ôi, một pha xử lý rất hay ở trên. Và Akainu này, cái kèo đấu này tôi rất là vừa lòng nha. Hay, giết A như giết Akainu tôi rất là thích. Thật. Kèo lại này. Lại fan cứng của Hòa Quyền Ace đúng không? Đúng vậy, đúng vậy.
Và bên lề một chút thì pha vừa rồi, sau khi những cái spoil trên mạng mà crush của mình bị mất đi trái quỷ, tôi cũng khá là cay, nhưng mà không. Mọi thông tin đã được đính chính, còn lại đó là Mero Mero vẫn còn tồn tại. Thực ra là có sự xuất hiện của Ducking Relic thì dâu đen chắc là phải đi về thôi, đâu có làm ăn gì được. Nhưng mà vừa rồi chúng ta phải nói về chuyên môn một tí. Ê, băng trụ eSports. Đấy rồi, đúng là như vậy. Băng trụ theo kiểu VCS nào đã bắt đầu vào tăng trụ đấy. Nhưng hết spell với chúng tôi này, đánh nhau với chúng tôi này. Được bạn. Ôi, đẩy trụ luôn là được nhá. Tôi nghĩ là với lượng sát thương của họ, họ có thể lấy đi khoảng 3 lớp khiến trụ trong pha thi đấu này. Nhưng mà quyết định của bên phía TF là không đẩy quá mạnh. Và ở pha giao tranh ở đường giữa vừa rồi thì đã một tình huống solo kill. Suýt tí nữa thì solo kill đến từ vị trí của Pudding. Khi mà của Jane, khi mà anh ta làm rất tốt với quân bài Silas này. Trước đấy là một tình huống mà anh ta có một tình huống né sang bên cạnh những con lính, và sau đó là mới là một tình huống bắt vào người của Akainu. Và lúc đấy thì con Zoe này gần như không có gì để có thể thoát đi cả. Chiêu cuối chưa có để có thể outplay những tình huống xích như vậy. Ở đây, cái lựa chọn Zoe như tôi đã nói là rất liều, khi mà gặp Wukong với cả Leona đi theo cái là thôi bạn liệm luôn. Chính xác. Tại vì Akainu trong tiếng Nhật, Akai là màu đỏ, còn Inui là chó. Thì ở Việt Nam chúng ta sẵn có con Silas, nó có sức nữa thì văn hóa Việt Nam chúng ta không ngại cho xanh cho đỏ gì câu hết. Không phải vừa rồi thì chúng ta đã chứng minh cho bên phía của Sengoku eSports đã thấy đó là tầm này thì chó màu gì vẫn bắt hết. Nhưng mà đây cũng là một lời khẳng định đánh thép đến từ khu vực VCS, đấy là đội hạng 2 của chúng tôi có thể dễ dàng thắng đội hạng 2 của khu vực Nhật Bản. Thực ra là nó gáy trước thì thôi, chưa chắc là thắng đâu, bởi vì bây giờ thì chênh lệch là có, lợi thế là có, nhưng mà vẫn phải cẩn thận một chút. Nhưng đây là một tín hiệu tốt, bởi vì mặc dù những cái giải đấu VCSB ở Việt Nam ấy thì thường là chỉ đến cái giai đoạn mà lựa chọn những cái đội tuyển vào tranh slot lên VCSA thì chúng ta mới tổ chức những cái vòng loại VCSB. Nhưng bây giờ chúng ta vẫn đang thấy là có những cái tổ chức mà nó đầu tư vào đội hạng 2 như thế này, nghiêm túc như là Team Flash hay là MGN Box eSports, thì nó là một tín hiệu rất là tốt. Và ngay cả những cái đội tuyển có đội Challenger Academy như là đội khu vực Nhật Bản thì cũng đang chịu sức ép rất là lớn với một đội hình của bên phía Team Flash như thế này. Để mà nói thì bên phía của Team Flash họ đang có một đội hình chất lượng nha. Nhưng mà khoan đã, Thiên Định kiếm thẳng vào mặt của Moyashi rất áp lực và đánh cũng rất hồ áp lực của Sora. Nhưng mà để mà nói chính xác thì đội hình của Team Flash là một đội hình có kinh nghiệm. Tại vì phút 1 là cựu tuyển thủ của Cerberus, còn Yoshino thì kinh nghiệm của ta không còn phải bàn cãi nữa rồi. Gen cũng vậy, đều là những tuyển thủ ra được thi đấu cũng khá là nhiều kinh nghiệm rồi. Thì để so sánh với bên phía của Sengoku eSports thì nó cũng khó. Ui, Bola quăng vào mắt rồi, xoáy rất đẹp đến từ vị trí của phút 1. Sát thương dùng vào là rất nhiều, cắt thẳng vào mặt của Ricky. Anh ta đang cố gắng chạy, dù là Ricky Star cũng có thể chạy trong pha này. Bắt buộc phải chạy mà thôi. Ở lại thì cũng sẽ có được một món heo quay đến từ vị trí của Yoshino còn với phút 1 mà thôi. Pha thi đấu vừa rồi là pha thi đấu mà bên phía Team Flash không đủ sát thương để dứt điểm Ricky, nhưng mà Ricky đã mất tốc biến trong pha thi đấu vừa rồi, đổi lại hai chiêu cuối bên phía Team Flash. Và con sứ giả này tôi nghĩ đấy là trao đổi lời, bởi vì dù sao thì họ đã câu được chiêu cuối giao tranh rất là mạnh là cái Bola băng hàn của Popon rồi. Đường giữa con Zoe này thì không có áp lực một chút nào cả. Tôi nói thật là cái lựa chọn Zoe này chúng ta đã thấy như nó như kiểu là một lựa chọn thuận tay thôi, còn về cái ý đồ chiến thuật nó sẽ đi kèm với khả năng cấu rỉa Varus. Nhưng Varus ở meta này lại không phải Varus cấu rỉa, đã thành ra là cấu rỉa nó không thực sự tốt, mà phục vụ cho giao tranh nó cũng không hẳn. Nó sẽ là một lựa chọn mà có thể bên phía Senoku sẽ phải ôm hận trong ván thi đấu đầu tiên này. Nhưng mà nó kết hợp với con Brum thì nó khá mạnh, tại vì nội tại của Varus là một trong những nội tại bắn tăng vô cùng khỏe nha. Thì các thành viên phía bên kia nếu như mà lên trâu Varus được bắn thì nó bắn vẫn được, nhưng mà đó là chữ nếu thôi. Thì những cái mệnh đề trước chữ nếu nó đều vô tác dụng, tại vì cái đội hình này không có góc để bắn đâu. Có Leona, có Wukong, có cá sấu, có Silas, thì lấy đâu khoảng trống để có thể bắn? Khoảng trống nó một thứ gì nó quá xa xỉ vào bên phía của Moyashi. Bây giờ thì chúng ta đã có thể thấy được là Sengoku first pick Varus sai lầm đến mức độ như nào khi mà họ để cho cái Tamken bị cấm đi bởi bên phía Team Flash, và gần như không có vị tướng nào có thể đủ khả năng bảo kê cho con Varus có được một cái khoảng không để bắn cả. Cho đến thời điểm hiện tại, Team Flash vẫn đang thi đấu khá là chậm rãi sau những cái pha họ có được lợi thế ở khu vực đường dưới. Con rồng đầu tiên ván đấu vẫn là con rồng gió và rất khó để cho cả hai đội phải tranh cướp, bởi vì
rồng này nó hơi gọi là gân gà một tí. Có một con thì nó cũng không hẳn là ngon lắm, và có nhiều con thì nó cũng không ngon. Chỉ là cố gắng là xem là thế trận nào thì mình có thể làm được thôi. Bên phía Team Flash là team có thế trận để có thể đẩy ra hang rồng. Họ có mình có một rồng, nhưng mà đây là tình huống chiêu cuối vào người của Pudding. Pudding bật thanh tẩy rất muộn nhưng vẫn đủ khả năng để trả sát thương. Ánh trăng dẫn lối lấy đi điểm hạ gục của Moyashi. Cái khoảng trống đó là thứ quá xa xỉ, và Chilioi dầu ớt anh ta sẽ phải ngấp đắng nuốt cay và lên bảng điểm số. Zen, anh ta né rất hay cái chiêu cuối, và bây giờ anh ta lấy được chiêu cuối đó là ví của Sejuani, và anh ta trả ngược trở lại. Ôi hay quá Phúc Mộc ơi. Ui. Wow, fantastic. Excellent, significant, đây là đẳng cấp thế giới rồi, đỉnh quá. Quá đỉnh trong vòng vừa rồi đến từ vị trí của Phúc Mộc và vị trí của Zen, lắc rất mượt. Đó là một tình huống hoàn toàn bất ngờ đến vị trí của Phúc Một, khi mà anh ta cân đổ vân lên quật một người và anh ta tốc biến lên, anh gõ tiếp vào đầu của Akainu và khiến Akainu phải lên bảng điểm số. Và bên phía thì Phát vươn lên dẫn trước là 7-2. Một trận đấu ra mắt rất mát máy đến từ đội hình này của Team Flash. Đây có thể là tia chớp cam đang quay trở lại chăng, và tốt nhất là nên quay trở lại ở giải đấu này, bởi vì đây là một giải đấu mà tôi nghĩ rằng là luyện tay rất tốt cho một cái đội hình mà trẻ, là một sự kết hợp giữa những người trẻ đã có một chút kinh nghiệm, một người có kinh nghiệm rất nhiều là Yoshino, và những tuyển thủ trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm để thi đấu. Đây là một cái giải đấu luyện tay cực kỳ tốt, và đối thủ đầu tiên của họ là Sengoku thì chắc chắn là một kèo mà các bạn cần phải chiến thắng thật đẹp. Và vừa rồi là một pha combat như vậy. Chính xác là như vậy. Đây là một trong những cơ hội để cho bên phía của Team Flash họ có khả năng để comeback lại. Đứng chúng ta xem đây. Akainu mà nhìn thấy Zen bây giờ như con gặp bố thật sự rồi, chạy đi đâu cũng có thể chết. Bố ơi, mình đi đâu thế? Mình đi về nhà bố ơi. Phúc một anh ta rất là nhanh, anh ta nhìn thấy mùi rồi. Đấy, cái mùi này tóc biến lên, gõ một cái bon là chạy đi đâu. Đó, đó là những gì mà Phúc một vừa nói. Còn Popo anh ta quấn trong trụ. Và những gì Popo nói đó là các bạn hãy bấm một like, một subscribe dành cho kênh để có thể đón xem được những trận đấu tiếp theo dành cho LPL Official. Và chúng ta cùng trở lại cái gì hồi nãy anh ta nói, chili oil là dầu ớt. Và có một điều thú vị nè, ở khu vực đường dưới bên phía của Sengoku Gaming á, thì chili oil là dầu ớt, còn bên phía của Moyashi là giá đổ. Thì hai món này kết hợp lại như nào tôi không biết. Nhưng mà giá là xào với thịt bò thì ngon. Bên phía của có giá đổ và có ớt và có lửa của Akainu. Thì bên phía Việt Nam nói ok, chúng tôi ăn lạ cũng ăn, mình chúng tôi ăn ớt được. Làm thịt heo rừng luôn. Nó hợp lý luôn. Một con Sejuani, và bây giờ chiêu cuối vào đầu của Akainu. Đặt tên Akainu là chắc chắn bạn sẽ bảo lên số rồi. 0-3. Batman dành cho đường giữa ở bên phía Sengoku. Yoshino bị đuổi, nhưng mà cái băng địa chấn vào mắt tôi, chiêu cuối của Varus cũng vào mắt còn lại. Ôi ôi, tôi không nhìn thấy gì cả, ánh sáng đâu nhỉ, màn hình tối đen rồi. Không, đây là đẳng cấp của Yoshino, đây là đẳng cấp của quý ngài Flash. Quá ghê gớm rồi đấy của Yoshino. Các bạn có quan bi, chúng tôi có tốc biến đến từ vị trí của đệ tử. Ôi, lại tiếp tục là băng trụ eSports. Và Rick này là rất khổ. Rick này là Rick rủi ro rồi chứ không phải là Rick giàu nữa. Anh ta bị đánh tan nát rồi. Bây giờ chúng ta có thể thấy được là khi mà một đội tuyển VCS có được lợi thế thì họ sẽ đánh như thế nào. Đây chính là như vậy mà tranh thủ được lúc nào băng trụ là băng thôi. Khi mà họ đã có quá nhiều lợi thế, họ có một con Wukong bây giờ 404, đã có được búa rìu sát thần, đã có được Sylas với cho mình là trượng băng vĩnh cửu, Aphelios được thả ra để farm nguyên cái trụ một ở khu vực đường trên. Bây giờ đã có cho mình xong cung phong linh và lên thêm cho mình một cái áo choàng tím để tăng chí mạng nữa. Anh ta sẽ được nhường luôn cái trụ một ở khu vực đường giữa này, nó chỉ cần một hit nữa thôi, lên gãi một cái là có trụ mang về. Con rồng thứ không, bây giờ vẫn là rồng thứ nhất bởi vì chưa đội nào ăn cả. Team Flash sẽ tiếp tục truyền thống của VCS, đấy là mục tiêu là gì? Đây là game đánh nhau mà. Chính xác. Đây là game giết người chứ không phải là game đánh nhà. Moyashi đang là đối tượng tiếp theo. Anh ta ôm cái trụ của 100 máu thì ôm cái gì? Gõ một phát thì anh ta chắc chắn là cái món giá sau lồng tiếp theo rồi. Phúc một cùng với cả Zen đang đứng đầy. Đây họ rồi. Sẵn sàng nha. Bắn cái trụ một phát nè, rồi quay ra đánh nhau nè. Nhưng mà chưa đánh vào ai cả. Rồi, bộ la bằng đẹp vào mặt trí của Moyashi, anh ta mất đi thanh tẩy rồi. Hơi tiếc là cái chiêu cuối của Leona vừa rồi nó trượt. Nó chỉ làm chậm nó thôi, nên là nó không lấy được cái thanh tẩy của Moyashi. Bởi vì nếu mà Moyashi phải thanh tẩy cái Thái Dương Hạ San đấy thì sẽ là một tình huống Bola tốt đến từ vị trí của Jane. Nhưng mà đây, chúng ta có thể thấy là ăn xong mục tiêu này rồi thì khi mà đối phương đã chê bước đấy rồi thì thôi, mình ăn cái con rồng này đi. Bởi vì con rồng này nó sẽ mang lại tiền thưởng mục tiêu cho đối thủ. Nếu không ăn thì hơi phí, và thậm chí là trên cái layout của bên ban tổ chức ấy, nó hiện ra con rồng gió trước khi mà Team Flash ăn xong cơ.
Ừ ha, bên Team Flash là tốc biến đúng không? Đó là phi lôi thần thuật. Nào, bên kia các bạn có à? Bên kia các bạn có hai đời của Hải Quân, thì bên này chúng tôi có phi lôi thần thuật cơ đệ tứ vẫn rất sẵn sàng. Ôi, chiêu cuối lại tiếp tục tung vào mắt. Phía bên kia thì Ricky đang gõ vào vị trí của Phúc Bột, hầu như nó không có tác dụng. Bobon thì vẫn đang đứng đây. Một Gen đang đánh rất hổ báo với con Amphilus phía sau với hai dạng súng khá là đẹp cho giao tranh, một cái bóng ngủ khá là xa và không có lượng sát thương follow up theo đến từ vị trí của Moyashi. Thực ra tôi thấy Gen là anh ta thi đấu hơi chắc bài quá, chứ còn thế trận này thì con Sylas này tôi đóng thẳng một là thống khổ Lenry lấy đam, hai là cái vương miện để khi mà bạn vỡ cái khiên ấy thì bạn được tăng thêm lượng ability AP là cái gì nhỉ? Tự nhiên tôi bị cao hứng quá, tôi bị đơ. Sức mạnh phép thuật đấy, sức mạnh phép thuật đấy. Đây, Akainu bây giờ gặp ai cũng bị đấm luôn. Rồi từ khỉ đấm, rồi từ tù nhân trốn tù đấm. Đấm này nó thả giả. Một ông sister con nữa là ông Aphelos đấm. Và hả dạ thật. Thực ra nói về thế giới Liên Minh Huyền Thoại nhé, thì ngay cả cái việc mà bạn pick Zoe trong đội hình này, nó đã là một cái lựa chọn rất là liều. Và chắc chắn là bạn sẽ bị lao vào tấn công liên tục. Chính xác. Con Zoe này phải đánh cực kỳ tốt, nó phải cấu máu rất tốt. Nhưng bây giờ còn chưa có đồ thần thoại, nghĩa là con Zoe này rất là phế rồi. Cái giai đoạn mạnh nhất của Zoe là giai đoạn từ 1 đồ đến 2 đồ. Nó cấu máu rất đau. Nhưng bây giờ đối phương 2 đồ, mình chưa có xong đồ thần thoại, nghĩa là con Zoe không thể gây được sát thương. Mà con Zoe này là một vị tướng không thể giao tranh luôn. Bạn không cấu máu được, bạn không giao tranh được, bạn chẳng có tác dụng gì trong ván đấu này cả. Chính xác, con Zoe là một con cần phải mạnh sớm, cần phải xanh sớm, cần có lợi thế đẩy đường, cần có lợi thế kiểm soát tầm nhìn để có thể những cái tình huống gọi là ném bóng ngủ xuyên địa hình, thì gây ra những tình huống đột biến để có thể kéo máu đối phương, rồi từ đó mới vào là vào giao tranh. Nhưng mà họ không có điều đó, họ hoàn toàn không thể làm được những điều đó. Cho nên bây giờ chúng ta đã thấy được cái sự lựa chọn Zoe nó đang phá sản hoàn toàn dành cho phía của Akenu rồi. Bây giờ vẫn là một thế trận mà chậm lại một chút đến từ bên phía Team Flash. Họ không cần phải vội, họ đang có quá nhiều lợi thế, họ đang hơn đến 7.000 tiền. Nhưng mà tôi vừa bảo không vội là Sora vội lắm rồi, lao vào tấn công. Một tình huống mà hai đánh 4 đến thành viên bên phía của Team Flash. Nhưng bây giờ khi có tiếp viện đến, có Pudding cộng với Gen đến thì sao? Bật cho mình băng địa chấn đến từ Sylas nhưng không đem lại hiệu quả quá nhiều, mất một thành viên rồi. Bên kia các anh có trái quỷ thì bên này chúng tôi có đóng thuật của cụ nhị, đó là triệu hồi chi thuật. Rất nhanh chóng có những cái dịch chuyển tới và có mặt rồi. Vừa rồi Moyashi tốc biến để cố gắng dùng cái mũi tên xuyên phá dính vào Phúc Một, nhưng Phúc Một đã kịp thời tỉnh lại với cái giày pháp sư trên người và anh ta chim mồi xuống dưới và khiến cho cái tốc biến của Moyashi phí hoài, rất là vô ích. Và bây giờ thì khi mà con virus này không có tốc biến mà còn virus lên cho mình là cuồng đao nữa thì thôi nhá, không có tí sát thương nào trong giao tranh. 1, 2, 3, 5 anh có đánh rơi nhịp nào không? Hình như là đó là cái dây thủy ngân chứ không phải dây pháp sư. À, dây thủy ngân. Đúng vậy, đó là dây thủy ngân. Anh hơi vội rồi. Nhầm tí, di căng. Anh hay ra dẻo quá à. Hay vậy quá à. Rồi, Akainu, bắt đi, bắt Akainu đi. Mất tốc biến phải bắt Akainu. Nhưng mà anh thấy không, đối với Sengoku ấy, rõ ràng là lên đồi kiểu photon ấy, thì từ nãy giờ Akainu chết mấy lần rồi. Thôi xong. Đấy, ôi, đúng không? Sao không lại lướt vào lính nhờ? Nhưng mà rõ ràng nhé, nếu mà có cái móng vuốt ám muội vừa rồi ấy, là Akainu chết rồi. Tôi bảo là đối thủ là Sengoku ấy, thì lơn đồ kiểu photon có khi lại là hay mà. Hơi tiếc cho Yoshino, nhưng bây giờ nhìn về chênh lệch tiền đi, các bạn có thể nhìn thấy được. Ngoại trừ Sora ra thì các thành viên bên phía Team Flash đang ngồi lên đầu của các thành viên bên phía của Sengoku về lượng tiền luôn. Ba người giàu nhất, đấy là Jane, Phúc Bột và Pudding. Yoshino hơi nghèo một tí thôi, do anh ta không farm, anh ta đi đánh nhau nhiều quá. Bây giờ Ricky bổ hụt cái quy rồi, bây giờ Jane anh ta lấy chiêu cuối luôn, chiến binh tận thế chạy về luôn cho xịn. Chiến binh tận thế nhưng mà dừng để bỏ chạy nghe nó hơi nhùng. Nhưng mà đồng ý, đó là một pha xử lý tốt đến từ vị trí của Jane khi mà anh ta bị vây bắt bởi rất nhiều người. Thái Dương Hà Sang, nó chỉ làm chậm chiêu cuối sợi xích tội lỗi được trói được vị trí của Sora. Anh ta mất đi tốc biến, tao cố gắng bỏ chạy, có một dịch chiến đến vị trí của Ricky. Bây giờ không thể nào chạy đi đâu được cả. Bên kia có bầu trời, bên đây chúng ta có những ngôi sao. Gen này cố gắng bò chạy. Ricky vẫn đang rất hồ báo, anh ta ăn hành no đến tốt thì bây giờ anh ta đi muốn hành lại những người khác. Pudding cùng với Phúc Một đang muốn bắt, nhưng mà bắt pha này tôi e là nó hơi ẩu. 3-5. Nếu mà bắt là 3-5. Ẩu nha, ẩu nha. Tôi nghĩ là không nên đánh, chúng ta nên có một cái nhìn gọi là tôn trọng dành cho đối phương. Chúng ta nên hạ cái tôi xuống nếu như muốn được comeback. Đó là những gì mà Team Flash cần phải làm.
Thực ra đang có tiền thưởng mục tiêu khá nhiều là bên phía Sengoku, nên là bên phía TeamFast nếu cứ liều lĩnh lao lên như này ý, thì họ sẽ bị gỡ tiền rất nhanh, chênh lệch nó mới chỉ là 3.000 tiền thôi. Nếu bên phía Sengoku ăn thêm con rồng này thì nó sẽ rút xuống chỉ còn là 6.000 tiền. Nhưng búa lợi Baron sẽ nằm trong tay các thành viên bên phía TeamFast chăng khi họ đang ăn. Tốc độ ăn nó là hơi chậm, Yoshino đang đứng ở bãi chim này bị làm chậm bởi dầu ớt. Akainu đang có một cái tốc biến ở dạng W nữa, nhưng tốc biến thẳng vào mặt một con Leona. Và Akainu đang đứng ở giữa đội hình bên phía TeamFast, nhưng Yoshino đã đi rồi. Đó là điểm hạ gục đầu tiên cho các thành viên bên phía của Sengoku. Nhưng sau đó lại là TeamFast tràn lên. Phúc 1 đang được quẩy, Pudding đang được bắn và Jane đang được quật. Double kill, triple kill cho Phúc 1 và quét sạch bên phía TeamFast. Họ lấy 1, họ đổi 5 và họ có một đường là ít nhất trong ván thi đấu này. Đó là một pha gọi là hiến tế Crocodile. Hiến tế Crocodile để có thể hạ gục Akainu đến từ vị trí của Team Flash. Và họ làm được. Họ lấy được cả bộ lợi Baron, họ quay ngược trở lại, họ có một pha quét sạch quá là kinh khủng. Một Amphilus với lượng trang bị này, khi mà có được cái lượng follow up đến từ vị trí của Wukong đã có được cho mình, đó là cái vũ điện sát thần. Cộng với mình đó là cái gì tôi quên mất tiêu rồi. Cưa xích hóa kỹ. Đúng rồi, cái cưa xích hóa kỹ. Cái xích gì đó mà tôi quên mất tiêu rồi. Pha này là Yoshino anh ta lao vào rất là hổ báo. Và những điều anh ta làm rất là nhiều nha. Anh ta để lại những cái di sản, đó là một cái thiêu đốt và những cái sát thương gây vào rất là nhiều. Kèm vào đó là Sora với cái thiêu đốt để có hỗ trợ đến từ những thành viên sau đó lao vào. Cái lượng follow up và cái lượng trang bị đến từ vị trí của Amphilus, anh ta lên cái móng hai đó tiếp là rồi. Cái nỏ thần Dominic. Yoshino, anh ta lao vào, anh ta bắt vị trí của Moyoshi, anh ta mất đi cả cái thanh tẩy. Yoshino có lùi về, Risky đang bọc đầu, anh ta bổ liên tục, anh ta bổ hấp tung được. Nhưng mà quay ngược vào, bây giờ 3-1 thì chạy đi đâu đây? Risky bọc cho mình đó là tông biến, tôi quăng chạy về Akainu thì đang đầy cây máu, nhưng mà anh ta làm gì được đây? Anh ta ném được cho mình đó là một cái bóng ngủ vị trí của Yoshino, anh ta lùi về. Và đó là tất cả những gì mà Akainu có thể làm, rất dùng. Bây giờ các bạn có thể nhìn thấy được là Moyashi không được bắn trong những pha giao tranh này hết. Wukong lao vào thì đến con cá sấu lao vào. Nhưng vừa rồi là một điểm shutdown rất quan trọng cho các thành viên bên phía của Sengoku. Họ shutdown được một con Wukong. Và bây giờ thì lao vào đấy là Jane. Một tình huống dùng trượng băng vĩnh cửu vào thẳng mồm của Ricky. Ricky nằm xuống và Jane đang đứng đằng sau trụ. Nhưng không sao cả bởi đồng đội đã đến với bùa lợi Baron. Và giờ là đẩy tiếp vào khu vực đường dưới này chăng? Yoshino sẽ đẩy ở khu vực đường giữa. Anh ta lên rất chắc bài, anh ta lên cái khiên thái dương để có thể băng vào cho nó sâu hơn và nó bơi nó khỏe hơn một chút so với con cá sấu ở ván trước của Photon. Nhưng đây vẫn là một trận đấu mà bên phía TeamFlash đang nắm trong tay rồi, chênh lệch là 13.000 tiền ở phút thứ 23. Một trận ra mắt có thể nói là rất hay, rất xuất sắc đến bên phía TeamFlash. Và tôi xin cảm ơn TeamFlash đã trình diễn cho chúng ta một màn trình diễn như này. Đây là đẳng cấp thế giới. Các bạn thấy quen không? Chính xác là như vậy. Đây là world class. Đúng rồi, đây là world class. Và đặc biệt là những cái tình huống thể hiện của Gen nó rất là sáng nha. Những pha ta lao vào giao tranh, những tình huống lướt bằng cái chiêu đuổi và bắt thì anh ta né chiêu. Anh ta không vội tung bô la băng hàng khi cướp được, mà anh ta phải lừa những góc nào đẹp anh ta mới tung. Và anh ta xử lý vô cùng bình tĩnh để có thể vừa né chiêu và vừa có thể tung ra được chiêu thức nó chính xác, chứ không phải là tung ẩu. Và nói chung là những cái pha xử lý vừa rồi của Gen nó xứng đáng trên điểm 10. Nói chung là với một cái màn trình diễn này của TeamFlash thì tôi nghĩ là các đội tuyển đang thi đấu ở VCS nên có một chút e ngại nhẹ thôi. Bởi vì dù sao thì đối thủ mình vẫn chưa gặp mà, mình vẫn phải chưa phải gặp đối thủ trong cái vòng thăng hạng sắp tới thì cũng không cần phải e ngại quá nhiều. Cũng nên có một chút lưu ý với những cái đội hình tiềm năng này ở bên phía TeamFlash. Họ đang có những người trẻ kỹ năng tốt và cô có gan lao vào đánh rất là chiến luôn. Quăng bô la băng lại trúng vào một người rồi, đó chính là Moyashi. Moyashi chết ngay lập tức. Bên này thì Ricky cũng trở thành Ricky Star, một con người rapper miền Tây chân chất. Và anh ta đi bộ về luôn. Bây giờ sẽ là trận đấu bên phía TeamFlash thôi ở phút thứ 24 này. Ricky bảo là bé cần thành công tương xứng chứ không cần xưng vua xưng tướng. Nhưng thành công là thứ mà phía của Ricky không hề có. Và thất bại mới là thứ mà Sengoku Gaming đã nhận được trong trận đấu này. Một cú tát vô cùng mạnh thẳng vào bên phía của Weibo Esports. Đây là một trận đấu mà tôi nghĩ rằng TeamFlash hoàn toàn có thể tự hào. Với một trận gia quân nó đặc sắc như thế này, một trận gia quân nó cũng có những tình huống xử lý tay to, những tình huống xử lý rất là quyết đoán đến với các thành viên TeamFlash, cũng có những tình huống đánh chậm, chắc và ra về cho một cái khoảng thời điểm rất là hợp lý. Mặc dù vậy, đâu đó vẫn có những tình huống mà Sora anh ta hơi vội. Với những tình huống phá xong mục tiêu mà anh ta đã thả ngay chiêu cuối và sau đó để bị bắt lại. Thì đó là những cái điểm yếu mà bên phía TeamFlash có lẽ là nên nghiêm túc hơn để nhìn nhận lại. Bởi vì cái giải đấu này
nó chỉ là bước khởi đầu mà thôi. Tương lai của họ là ở trong những giải đấu sắp tới, thậm chí là một suất tham dự VCS và hướng đến một chiếc vé đến chung kết thế giới trong tương lai. Và đấy là những điều mà tôi nghĩ rằng VinFast nên cần lưu ý. Còn bây giờ thì có lẽ chúng tôi sẽ tôi nhường lời cho anh Thiên, anh muốn nói gì đấy. Nhưng mà cái điểm sáng đáng khen nhất đó là cái thái độ thi đấu của anh Phiên của VinFast. Đúng. Họ đang có một cái thái độ thi đấu nó rất là nghiêm túc và đó là những cái mà chúng ta cần. Và đây họ đang thể hiện đó là cái nỗ lực và cái khát khao để có thể comeback VCS nó mạnh mẽ như thế nào. Và đây chính là cái sự thể hiện một cái màn debut nó vô cùng tuyệt vời dành cho phía của Team Flash. Mặc dù có một cái số chọc trời đến từ vị trí của Sora, nhưng mà bên trong đội hình của họ vẫn có Phúc Một, vẫn có đó chính là Yoshino, những người có kinh nghiệm. Chính xác. Và họ sẽ là những người đàn anh có thể dìu dắt vị trí của Sora và những người đàn em đồng hành trên cái chặng đường tiếp theo. Còn bây giờ chúng tôi sẽ xin tạm nghỉ trong ít phút trước khi đến với trận đấu thứ hai của bảng B này để xem đối thủ của Team Flash trong những trận đấu sắp tới sẽ là như thế nào.